Ngày 13 tháng 10, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn. Cùng dự làm việc có đồng chí Vàng Xeo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện nghị quyết 07 của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Tả Phìn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, tạo điều kiện để hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từng bước đổi mới, phát huy được vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở địa phương. Chia sẻ về những khó khăn của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn cần tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát huy dân chủ, nội lực trong dân để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, cải tạo vườn tạp, nâng cao chất lượng giáo dục. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã Tả Phìn cần năng động, sáng tạo và sát với thực tế, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt thể hiện rõ vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.